Thưa quý vị, Huế không chỉ là xứ sở của phong cảnh hữu tình mà còn là miền đất của thơ ca và cả những món ăn nức tiếng gần xa. Có lẽ cũng vì điều này mà ẩm thực Huế sớm hiện diện trong ca dao tục ngữ xưa cũng như văn chương thời hiện đại. Ở mỗi góc nhìn, góc cảm khác nhau thông qua nghệ thuật ngôn từ, món ăn Huế được các tác giả bình dân lẫn giới tri thức mô tả đa dạng, muôn màu muôn sắc, đậm đà như vốn có. Là một người yêu thơ văn và dành nhiều tâm huyết đối với ẩm thực Việt Nam nói chung, ẩm thực Huế nói riêng, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân đã dành nhiều thời gian, công sức để hoàn thành cuốn sách Lục Bát Món Huế. Với ước mong đưa ẩm thực Việt Nam gồm ẩm thực Huế đến với bạn bè khắp thế giới, đây cũng là cách mà tác giả Lê Tân thể hiện lòng nhiệt thành, được đồng hành và lan tỏa thương hiệu Huế Kinh Đô ẩm thực. Tôi có một cái nguyện vọng, một ước mơ mà chạy bằng là tôi ước mơ một ngày nào đó món ăn Việt Nam có mặt trên bàn ăn của cư dân toàn thế giới. Cái ước mơ đó là một cái thông điệp mà không phải dành cho tôi, dành cho tất cả những người nghệ nhân, dành cho tất cả những người dân Việt Nam, dành cho tất cả những người yêu văn hóa ẩm thực Việt Nam. Hãy vì Việt Nam, hãy vì văn hóa ẩm thực để chúng ta làm thế nào đó món ăn chúng ta bay cao, bay xa, đưa ra toàn thế giới. Những lời chia sẻ vừa rồi chính là khát vọng lớn lao của một nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực có tiếng tăm của nền ẩm thực Việt Nam đương đại. Nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế mộng mơ, cái nôi của ẩm thực cung đình Việt, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân đã được nuôi dưỡng bởi tình yêu bất tận với tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam. Từ khi còn bé, ông đã yêu thích mùi thơm bánh trái lan trong căn bếp làm bánh truyền thống của gia đình mình. Mỗi lần nhìn những nguyên liệu bình dị, mộc mạc được lấy từ ruộng đồng, bãi bờ xứ Huế, nhưng qua đôi tay khéo léo của mẹ, của bà mà hóa thân thành vô vàn những món ăn cầu kỳ đầy hương sắc, đã in đậm trong tâm trí ông. Để rồi sau mỗi ngã rẽ của cuộc đời, ông lại lựa chọn trở về với bản ngã, trở về với đam mê thời thơ bé và trở về với truyền thống của gia đình quê hương. Tôi là một người dân miền Trung, sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến tranh thì trưởng thành. Ban đầu thì tôi đi theo con đường cái nghiệp mình là về văn hóa. Thì sau đó thì trong nền tảng gia đình thì tôi được đi về làm ngành du lịch. Khi mà tôi không làm nhà nước, tôi đã tổ chức cái công ty tổ chức sự kiện. Thì lúc đó Tổng cục đã bắt đầu chọn công ty của tôi để làm những cái chương trình gọi là liên hoan văn hóa ẩm thực, liên hoan ẩm thực của năm du lịch quốc gia. Thì trong quá trình đó đam mê nhất là về nghiên cứu ẩm thực và nghiên cứu lịch sử. Thì tôi được các thầy, các vị như giáo sư Phan Huy Lê hay là phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bang nhận thấy ở tôi có một cái năng khiếu mà về là tích hợp và chọn lọc cái tư liệu để làm nên những cái gói mà hiện thực hơn. Có nghĩa rằng tôi đem cái gói nghiên cứu của các vị để vào cái phục vụ cho chân dung cuộc sống, mô tả lại thông qua cái sân khấu sử thi để dạy cho đời sau những cái giá trị về lịch sử. Nhà nghiên cứu ẩm thực Lê Tân phải nói rằng là một người rất là nhiệt huyết, tìm tòi, rất là nhiều sáng tạo. Ông đã đi khắp các miền Tổ quốc để tìm hiểu khám phá về nghệ thuật ẩm thực cũng như là sưu tầm các cái món ăn, những cái tiêu biểu của từng vùng miền và đã viết rất nhiều các cuốn sách về ẩm thực của Việt Nam. Anh cũng rất rằng là chi tiết từng trong một cái tâm huyết trong cái ngành ẩm thực này và cũng giới thiệu vài lần và hôm nay chúng tôi đã nhận được cái cuốn sách này và chúng tôi cũng đã đọc lại và những cái tích góp và từ những cái lúc mà anh Lê Tân đưa ra cái ý tưởng cho đến bây giờ là thực hiện được cái cuốn sách này, tôi thấy là một cái kỳ công và rất dày trong tâm huyết trong cái việc rằng là để soạn thảo một cái cuốn sách mà có cái đặc trưng. Yêu vùng đất kinh kỳ nơi mình được sinh ra, yêu nền văn hóa ẩm thực đa dạng nơi này, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân luôn tìm hiểu, học hỏi nhiều kinh nghiệm chế biến các món ăn ngon
từ những thế hệ đi trước. Không những thế, thời gian làm du lịch được đi đây đi đó, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau, đã giúp ông tích lũy được cho mình những kiến thức quý báu để phục vụ cho công việc hiện tại của mình. Trong những cuộc hành trình đi quảng bá thương hiệu về món ăn Việt Nam ra thế giới, cũng như là quảng bá về những festival trong những festival trong nước, lễ hội ẩm thực các vùng miền, thì tôi có quen anh Lê Tân, cũng là một người Anh, cũng là một nhà nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam. Thì để mới có một cái vai trò như anh Tân, thì trong cái việc mà truyền bá gìn giữ nét văn hóa ẩm thực Việt Nam thì đưa ra nước ngoài, cũng như là hợp thức hóa để mà cái món ăn Việt Nam để mà thích ứng với bản tiệc thế giới, thì đấy cũng là một nghiên cứu mà tôi thấy là mất dày công. Với một cái vai trò làm về ẩm thực như tôi thì tôi cũng cần những người như thế đồng hành để mà phát huy sáng tạo những cái gì mà mình có thể cố gắng để đưa ra cho khách hàng cũng như là bạn bè thế giới, để tất cả những món ăn Việt Nam nói chung mà Cung Đình Huế nói riêng cũng là một cái mà món ăn đặc trưng của Việt Nam. Công tác tại Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân luôn đau đáu với mong muốn tôn vinh, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ông luôn tâm niệm, mỗi món ăn được chế biến từ các nguyên liệu quê hương đều mang đến những câu chuyện văn hóa thú vị đằng sau. Đó cũng là lý do thôi thúc ông nghiên cứu, sưu tầm và sáng tạo các cách chế biến món ăn đưa vào trang sách. Cuốn sách Lục Bát Món Huế đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Cái đoạn thơ để mà hình thành nên tập thơ thì tâm đắc nhất là cái câu thơ mà tôi được dạy khi đi học. Đó là để làm một mâm cỗ mà dâng lên tiền nhân trong ngày Tết, là người ta dạy bằng thơ thôi. Tức là ram hầm ít thầu tương cay, in kho bọt tét chả phay cuộn lòng. Có 14 món. Trong đó 14 món vừa đủ kho, đủ nấu, đủ xào, đủ trà, đủ bánh, đủ rượu, đủ tương, đầy đủ luôn. Đó là cái tâm đắc nhất của cái để hình thành nên tập thơ. Và là hai câu thơ Lục Bát này đã chạy vào trong huyệt quản của tôi và chạy trong lòng tôi. Cho nên sau đó tôi đã bắt đầu làm nên tập thơ đấy. Lục Bát Món Huế có độ dày 285 trang, gồm 480 cặp, 960 câu lục bát, giới thiệu 120 món ăn và gia vị đặc trưng Huế. Mỗi món ăn được giới thiệu, ngoài thơ lục bát, còn có hình ảnh minh họa và ghi rõ tên nghệ nhân trao truyền công thức chế biến. Ví như món bún giò do nghệ nhân danh tiếng Mai Thị Trà trao truyền cách chế biến đã được tác giả Lê Tân phóng tác. Giò heo chút muối luộc qua, trần lại nước lạnh cho ra sạch gầu, chặt miếng từng khúc như nhau, chả cua, bò, huyết trước sau đủ đầy, hành, xả, ruốc, muối nêm ngay, sợi bún rau sống sẵn bày trong tô, chanh ớt, nước mắm thêm vô, vừa ăn vừa thổi, tha hồ suýt xoa. Tôi đánh giá cao cái tiêu đề cũng như là cái cách viết soạn của tập sách này. Với cái bộ am hiểu về văn hóa Huế, đặc biệt am hiểu của món Huế, tác giả Lê Tân bằng những cái câu văn rất là dân dạng mộc mạc, lục bát đã tạo cho ta một cảm giác rất gần gũi, và qua đó là truyền niệm thông điệp giới thiệu các món Huế qua dân ca hò ve, qua lục bát. Tôi nghĩ đây là một tác phẩm hết sức có giá trị trong việc truyền bá và quảng cáo ẩm thực Huế, đặc biệt cho tất cả đối tượng, từ người lớn tuổi cũng như là người nhỏ tuổi, từ môi trường trong trường học cũng như ngoài xã hội. Trước đây bà Trương Thị Bích, bà muốn truyền đạt món ăn cho con cháu trong gia đình. Vào thời bấy giờ thì cái ngôn ngữ thực sự ra của tiếng Việt đó, nó chưa được là rộng rãi và là nhuần nhuyễn. Cho nên người ta dùng là thể thơ đường luật, bốn câu hoặc là tứ cú. Tuy nhiên ở đó mình cũng thấy cái hạn chế là nó lời ít quá, cho nên nó truyền đạt cũng không được là đầy đủ các cái quy trình. Vì vậy cho nên Lê Tân làm
những cái câu giống như ca dao và gọn ở trong 8 câu mỗi bài, ai đọc cũng hiểu và cũng dễ nhớ, và đồng thời lại là giúp cho những người học nấu ăn á, dễ nhớ và dễ thực hiện. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng có bổ sung cái quy trình bằng lời là văn xuôi, cho nên nó có giá trị hơn. Mỗi bài thơ trong sách dạy nấu một món ăn đều có in kèm hình ảnh minh họa, ấn định nguyên liệu, thời lượng, công thức nấu, cách trình bày món ra mâm. Sách vì vậy mang tính giáo khoa độc đáo về kỹ thuật ẩm thực. Điều đó cho thấy tác giả hết sức nghiêm túc khi ấn hành cuốn sách ẩm thực độc đáo này. Đây là kết quả của một quá trình dài tác giả ấp ủ và gắn bó với ẩm thực Huế, cùng sự chia sẻ của các nghệ nhân, đầu bếp, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực. Theo tôi, có một cái nhận xét ngắn gọn. Nhà nghiên cứu ẩm thực nhà thơ Lê Tân là một nhân vật cực kỳ sáng tạo, tâm huyết, cống hiến, và ông luôn đưa ra những cái nghiên cứu về ẩm thực, về sách, về thơ để làm lan tỏa cái giá trị ẩm thực Việt Nam trong nước và thế giới. Khi tôi nhận được quyển sách này của tác giả Lê Tân tặng thì tôi rất là vui và rất là ấn tượng. Chứ hết là quyển sách rất là đẹp, từ hình thức bên ngoài bìa rồi cho đến nội dung trình bày ở bên trong. Cái điều thú vị thứ hai tức là thơ mà ở trong món ăn của người Việt chúng ta đó thì nó có nhiều trong ca dao tục ngữ. Thế nhưng mà diễn tả một cái quy trình làm món ăn dưới dạng thơ đó thì chưa có. Thì đây là một trong cái vấn đề đóng góp rất là có giá trị của anh Tân trong vấn đề làm phong phú hơn vấn đề ẩm thực và quảng bá ẩm thực ở nước ta. Tại Hà Nội, nhà hàng biệt thự số 1 trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia thời gian qua đã trở thành nơi thực hành chế biến nhiều món ăn trong công thức chế biến bằng thơ lục bát của tác giả Lê Tân. Trong rất nhiều món ăn được bày biện công phu nhưng vô cùng dễ hiểu trên trang sách, món nem lụi do nghệ nhân Lê Thị Hồng Mai trao truyền cách chế biến được diễn tả lại bằng lục bát. Nạc heo nêm muối vừa tay, chảy gỗ cối đá giá ngay liên hồi, chêm hành tiêu bột vừa thôi, nạc nhuyễn và dẻo như xôi dỗ làm, xả cây bỏ lá sẵn sàng, nạc quết bọc kín sắp hàng nướng nhanh, nước lèo rau sống ớt xanh, thêm chuối và khế tạo thành món ngon. Tôi có những cái món mà mang tính chất là cung đình, đó là vào hàng bát chân hoàng triều đấy, ví dụ như là bát trúc yến, yến tiềm đông trùng tao đỏ cũng là một loại mà món mà chúng tôi đưa ra trong 16 món tiềm hầm cao cấp để đưa ra đến với khách hàng. Thì với 16 món tiềm hầm này tôi chú trọng là nghiên cứu về những cái mà ẩm thực cung đình, cũng như là nghiên cứu ra, đưa ra sáng tạo, đưa ra những cái món đặc trưng của cung đình. Cũng không quá hoa ngôn khi Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Kỳ đã từng nhận xét về cuốn sách. Tôi chậm rãi đọc từng bài như nhâm nhi từng món ngon để cảm nhận cho bằng hết hương vị tuyệt vời của ẩm thực xứ Huế qua nét bút tài hoa và tâm hồn yêu ẩm thực Huế đến mức nhập tâm của tác giả. Tôi tin chắc rằng những ai chưa có dịp hoặc đã nhiều lần thưởng thức món Huế như tôi, sau khi đọc tập lục bát món Huế này đều muốn khoác ba lô lên mà đi ngay. Đó cũng chính là thành công của Lê Tân, một con người gắn bó thiết tha với Huế sau những gì đã gửi gắm ở tập thơ này. Thì chúng ta thấy đây là một cái công trình công phu, nghiêm túc và đầy sáng tạo. 120 món ăn được lục bát món Huế giới thiệu, từ các cái món dân gian, món cung đình truyền thống và các cái món Huế đương đại nữa, thì cho thấy rằng là cái sự cập nhật và có cái tính kế thừa của các món Huế trong sách là rất đáng chú ý. Tâm huyết của nhà ẩm thực Lê Tân đã truyền cảm hứng cho các đầu bếp
được chế biến món ăn và nhớ được món ăn tại các vùng miền, nhất là từ món ăn từ Huế, từ chả ram cho đến các món canh súp bát cháo, được đưa vào câu văn câu thơ, được thể hiện được trong cái câu thơ được rất rõ ràng và chi tiết từng cái cách chế biến một. Nên là tôi cảm nhận được rằng đây là một cái cuốn sách là rất hay, và cái tâm huyết của một người viết sách cũng như là phải có cái sự am hiểu trong ẩm thực thì mới thể hiện được trong câu văn câu thơ này. Sau khi cuốn sách ra đời, được đông đảo bạn đọc cùng các chuyên gia văn hóa ẩm thực đánh giá cao, tác giả Lê Tân còn có nhiều dự định lớn lao hơn cùng cuốn sách. Trong một tương lai không xa, tại các sự kiện quảng diễn văn hóa ẩm thực trên toàn quốc, bên cạnh việc các nghệ nhân trình diễn, trao truyền kinh nghiệm nấu các món ngon, thì các bài thơ trong sách Lục Bát Món Huế sẽ được in trên các tà áo dài Huế. Người xem dễ dàng hình dung một sân khấu có thơ, áo dài, ẩm thực Huế cùng xuất hiện, hòa quyện vào nhau, trình ra các thức đẹp và ngon trước mắt công chúng muôn phương. Điều đó sẽ làm cho vùng đất Huế, kinh đô ẩm thực sôi động hơn rất nhiều. Khi mà phổ nhạc thì có lẽ rằng là nó lại còn có cái sức lan tỏa hơn nữa. Và chúng tôi cũng chọn lựa một số các cái món ăn, rồi một số những cái đoạn thơ mà có thể rằng là hình thành được một cái tác phẩm âm nhạc. Và cũng sẽ cố gắng để làm sao mà cùng với anh Trân đưa thêm được những cái món ăn Huế, đưa thêm được những ẩm thực Việt Nam, nó lan tỏa rộng rãi hơn ở trong nước và quốc tế. Cuối tháng 4 vừa rồi, trong cái lễ hội ẩm thực Huế thì các cái bài thơ Lục Bát trong cái cuốn Lục Bát Món Huế cũng đã bước ra khỏi trang sách để được in vào các cái áo dài xứ Huế và được trình diễn trong cái lễ hội ẩm thực trước hàng ngàn công chúng Huế chứng kiến. Đó là một cái hiện tượng văn hóa hết sức là thú vị, rất là hiếm gặp ở Huế. Tất cả những người mà được tôi tặng thơ và những người biết thì họ nói rằng là qua cái cuốn sách của anh thì tôi có thể trở thành người đầu bếp, và qua cuốn sách của anh thì gia đình chúng tôi nó vui hơn. Ví dụ trước khi đi làm tôi nói vợ tôi, em ơi ngày đấy anh làm món 72 thì con tôi ăn món số 1, vợ tôi ăn món 13, thế như vậy là giờ ra trong sách là món gì là món đấy thôi. Đấy là cái điều mà mình làm được, một điều mình cảm thấy rất là hài lòng với bản thân và rất là vui khi được đóng góp một cái công sức rất nhỏ bé cho Huế nói riêng, cho ẩm thực Việt Nam nói chung, và đặc biệt là đồng hành với cái thương hiệu Huế kinh đô ẩm thực. Ẩm thực vô ngôn mà hàm ngôn, mỗi món ăn như con thuyền chuyên chở tinh hoa văn hóa truyền thống của một đất nước, dân tộc. Bằng tình yêu với ẩm thực Việt, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân sẽ còn đi tiếp chặng đường của mình để quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam vang xa hơn tới công chúng, có thể hiểu hơn yêu văn hóa Việt, xứ sở nông nghiệp với nguồn thực phẩm phong phú không thua kém bất cứ quốc gia nào. Chỉ cần còn có sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục gắn bó với ẩm thực Việt Nam. Đó cũng là cách chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Lê Tân trước khi câu chuyện về chiều. Chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh của chính mình.